Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của Tường. Với một căn nhà diện tích chiều ngang là 5m, chiều dài là 21m và ở phía sau có nở hậu 5,5m, rất đẹp và gồm một trệt nè, một lửng và có một lầu, ba phòng ngủ, đặc biệt là có một phòng dành cho người lớn ở phía dưới tầng trệt. Và vị trí của căn nhà này tọa lạc tại hẻm 2503 thuộc đường Quỳnh Tân Phát, Nhà Bè nha mọi người. Và cách quận 7 của chúng ta là đi khoảng chừng gần 3 km vào lận. Và sổ hồng kiên hoàn công đầy đủ với giá 4 tỷ 500 triệu vẫn còn thương lượng với khách hàng thiện chí. Và hướng của căn nhà này là thuộc hướng Bắc nha. Hãy cùng Tường tham quan căn nhà ngày hôm nay. Và đầu tiên thì Tường sẽ giới thiệu con đường ở phía trước. Đường này với độ rộng là khoảng 2,5m, xe máy di chuyển thôi nha mọi người, và cách mặt tiền chỉ khoảng là 30m thôi. Vị trí ở đây là sẹt 1 và sẹt 7 2053. Ở đây là với căn nhà diện tích rộng và tuyến đường ở phía trước nè, chúng ta đi vào thêm một chút xíu nữa là hết rồi. Ngang 5 nè và chiều dài là 21m. Phía sau thì có thêm cái phần nở hậu 5,5m, về phong thủy thì rất là tốt. Gồm một trệt ở phía dưới, ở bên trên thì chúng ta sẽ có một tầng lửng, nhà đẹp, sáng. Chúng ta có thể xách vali vào và ở được ngay nha. Có sổ hồng rồi, có thể công chứng được ngay. Ở phía ngoài thì chúng ta sẽ có bộ cửa mở hai cánh, cửa rào với thiết kế là bằng sắt. Ở bên hông thì sẽ là tường gạch. Tiến vào bên trong thì chúng ta sẽ có một khoảng sân ở phía trước. Với khoảng sân độ rộng là 2,5m bằng với độ rộng của con đường ở phía trước luôn. Và điều đặc biệt nữa là ở bên hông chúng ta sẽ có một cái lối đi đi vào cái cửa hậu của căn nhà. Căn nhà thì với diện tích chiều ngang 5 nên gia chủ chừa cái khoảng sân ở bên hông cho rộng cũng như là thông thoáng. Có thêm một cái cửa sổ bằng kính ở bên đây nữa nè, làm cho căn nhà thêm sáng, rộng, thoải mái và dễ chịu hơn. Bây giờ Tường sẽ tiến vào không gian bên trong. Cửa chính thì chúng ta sẽ là cửa mở nhôm sifa, kính cường lực, 4 cánh nha. Và với không gian phòng khách rộng với diện tích là khoảng 20m2, được thiết kế với tông màu trắng đẹp. Và đặc biệt là căn nhà lửng thì trần ở bên trên là cao lắm, với độ cao Tường ước tính chắc cũng độ khoảng là 6m. Sáng, đẹp, lung linh, lộng lẫy và hoành tráng. Đứng từ ở bên trong mà chúng ta nhìn ra phía trước thì căn nhà có nhiều ánh sáng, cũng như là gia chủ chừa cái phần kính cường lực cũng tương đối là nhiều, và ở bên trên nữa nha mọi người, và có chừa thêm cái lam để lấy gió. Và bây giờ hãy cùng Tường tham quan thêm vị trí ở bên trong, đó chính là không gian của phòng dành cho người lớn. Nếu như mà chúng ta không muốn ở trên lầu thì ở vị trí phòng ở đây nha. Với diện tích của phòng này là độ khoảng 10m2. Chúng ta sẽ có trần cao nè, sáng, đẹp và có một cửa sổ ở bên ngoài nữa nha. Đi vào bên trong thì chúng ta sẽ có thêm một cái khoảng trống. Vị trí ở đây thì sẽ đặt một bộ bàn ăn, Tường nghĩ là khoảng 6 cho đến 8 ghế là cũng thoải mái luôn. Và ở hướng bên tay trái của Tường đó chính là cầu thang đi lên. Nhà vệ sinh cũng được thiết kế ở dưới cầu thang, tiết kiệm diện tích của căn nhà. Tuy nhà rộng rồi nhưng mà gia chủ muốn tận dụng thêm những phần diện tích nữa. Không gian bếp thì cũng được sử dụng với tông màu trắng. Bên trên tủ nè, ở dưới cũng có tủ luôn, đầy đủ. Và ở phía cuối của căn nhà đó chính là khoảng sân. Không gian sân của chúng ta có thể trồng thêm rất nhiều cây xanh để tạo khoảng xanh cho căn nhà. Cũng như là ở phía sau đây thì sẽ là nơi chúng ta sẽ phơi đồ. Ống cắp, ống khót cũng như là nơi để máy giặt thì ngay tay của Tường đây. Và ở bên trên thì gia chủ đã làm khung sắt bảo vệ an toàn tuyệt đối hết, nên mọi người yên tâm nha. Ở phía sau thì gia chủ có trang bị một cửa sổ lớn, một cửa đi ra và một cửa sổ nhỏ ngay vị trí chúng ta rửa chén. Buổi tối thì chúng ta mở ra, không cần phải mở cửa chính, thì tạo cho chúng ta cũng có thêm một cái cảm giác an toàn hơn. Đứng từ bên trong nhà mà chúng ta nhìn ra phía trước và cái lối đi bên hông
thì rất là thoáng cũng như là mát. Ở vị trí cầu thang thì được thiết kế đúc hoàn toàn tay nắm gỗ cũng như là thiết kế kính cường lực. Ở vị trí ở đây thì sẽ được thiết kế gồm có hai phòng. Đây là căn phòng đầu tiên ở phía bên ngoài. Với không gian phòng đầu tiên này với độ rộng là 20 mét và một vệ sinh được thiết kế ở bên trong phòng. Đây, vệ sinh đẹp, trần cao, trang thiết bị thì cũng được sử dụng đồ tốt. Cửa thì toàn bộ là sử dụng nhôm si pha, kính cường lực. Đứng từ vị trí ở đây thì chúng ta có thể nhìn qua được bên đó chính là khu dân cư Anh Tuấn, cũng khá là nổi tiếng ở thị trấn Nhà Bè thuộc tuyến đường Huỳnh Tấn Phát này. Đến với căn phòng thứ hai ở phía sau. Với diện tích phòng á, thì cũng khoảng 20 mét vuông luôn nha mọi người. Rộng lắm. Với chiều ngang là lên tới 5 mét rưỡi ở phía sau. Bởi vì căn nhà này có nở hậu và nhà vệ sinh thì cũng được thiết kế ở bên trong phòng. Về trần ở bên trên á, thì cao, sáng, sạch sẽ, có đi đường ống máy lạnh hết rồi. Về thì chúng ta chỉ cần ga điện máy xanh, kêu họ đến là họ lắp thôi, rất dễ dàng. Với căn nhà ngày hôm nay tọa lạc tại số 2503 đường Huỳnh Tấn Phát, kế bên khu dân cư Anh Tuấn hay còn gọi là Green Riverside. Ở bên kia đó mọi người thấy cái đường đi vào không? Để tường zoom lên cho mọi người xem. Đó, đường nhựa đi vào đó nha. Căn nhà ngày hôm nay là ngang 5, dài 21, nở hậu 5 mét rưỡi. Với 3 phòng ngủ, sổ phòng riêng, hoàn công đầy đủ, giá 4 tỷ 500 triệu vẫn còn thương lượng với khách hàng thiện chí. Mọi thông tin cũng như là thắc mắc hãy xin liên hệ trực tiếp với Tường nha. Về phần video thì Tường cũng xin được kết thúc. Mọi người hãy like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ Tường để cập nhật thêm những căn nhà, những bất động sản khu vực Nam Sài Gòn phù hợp với mọi người, phù hợp với tài chính của mọi người nữa. Chào tạm biệt, cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye.